Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, khối không khí lạnh tăng cường khiến các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục những ngày rét đậm, rét hại, đi kèm với mưa nhỏ và mưa rào rải rác, tập trung nhiều ở trung du và miền núi phía Bắc và ven biển nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh vùng núi sẽ dao động từ 4 cho đến 7 độ và có nơi dưới 3 độ C. Các khu vực khác nhiệt độ từ 8 cho đến 13 độ, còn vào ban ngày nhiệt độ cao nhất cũng chỉ từ 12 cho đến 15 độ. Hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì trong ngày mai, ngày 29 tháng 1. Sang đến ngày 30 tháng 1, không khí lạnh dần suy yếu, nhiệt độ có xu hướng gia tăng trên toàn khu vực. Tại Trung Bộ, không khí lạnh phía Bắc cũng đã tác động không nhỏ tới khu vực Bắc Trung Bộ, khiến cho Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục chuỗi ngày rét đậm, rét hại. Khu vực vùng núi cao phía Bắc, một số nơi đã xuất hiện băng giá. Do có mưa và rông đi kèm nên nhiệt độ tại Bắc Trung Bộ chỉ còn từ 13 cho đến 16 độ C. Các tỉnh Trung Trung Bộ nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Và càng xuôi về phía Nam, nhiệt độ có xu hướng tăng dần nên tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, nhiệt độ sẽ giao động từ 26 cho đến 29 độ C và có nơi trên 30 độ. Xuôi xuống Nam Bộ và Tây Nguyên, ban ngày trời ít mưa, có nắng nóng với nhiệt độ trong ngày từ 26 đến 29 độ C ở khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ C ở khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, vùng trồng điều lớn nhất cả nước thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hiện đang phải đối mặt với bệnh thán thư gây hại với tỷ lệ bệnh có nơi chiếm tới 25%. Đáng nói là hiện tại cây mới gỉ chỉ đang trong giai đoạn ra chồi, ra hoa, đậu quả. Nếu không có những biện pháp phòng trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất và chất lượng điều cả vụ. Bệnh thường phát sinh và gây hại nặng trên các bộ phận còn non như lá, cành, hoa và quả non. Ban đầu bệnh xuất hiện chỉ là những chấm nhỏ màu nâu tím, sau sẽ lớn dần và có màu nâu xám xung quanh viền nâu vàng. Ở cây bị bệnh nặng có thể thấy vỏ cành non bị nâu đen, vết bệnh hơi lõm vào và cành bị teo tóp khô đi và chết dần. Nụ hoa và quả bị bệnh có màu nâu đen và bị rụng. Để khắc phục bệnh thán thư hại cây điều, bà con cần chủ động thực hiện các biện pháp sau đây trước tiên cần vệ sinh vườn cây trừ sạch cỏ dại tiếp theo là cắt tỉa cành sâu bệnh và cành vô hiệu cho thông thoáng tán cây nhằm hạn chế ẩm độ cao và làm ánh nắng dễ chiếu vào cắt tỉa hợp lý cũng giúp cho việc phun xịt thuốc phòng ngừa sâu bệnh được thuận lợi hơn bón phân đầy đủ và cân đối tránh bón thừa đạm tăng cường một số vi lượng cho cây bằng cách là phun phân bón lá giai đoạn trước khi cây ra nụ để giúp cây tăng cường sức sống chịu với bệnh tăng cường phân sự hóa mầm hoa hạn chế bọ xít chích hút tạo ra các vết thương cơ giới trên các bộ phận non của cây khiến nấm bệnh xâm nhập. Ngoài ra thì vào giai đoạn cây ra chồi non và nụ hoa quả non, nếu cả...